Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Hôm nay sẽ tiếp tục với series Bookshelf Tour. Mình sẽ dẫn các bạn đi thăm kệ sách của những người bạn đang làm những công việc khác nhau ở những độ tuổi khác nhau. Và hôm nay sẽ là kệ sách của một cô gái đã từ bỏ công việc ổn định để trở thành một người thợ thủ công. Cụ thể như thế nào? Chúng ta cùng gặp cô ấy sẽ biết ngay. Chào mọi người, mình tên là Minh Châu. Mình làm nghề chế tác đồ da thủ công và đây là kệ sách của mình. Kệ sách này nhìn sơ sơ chứ cũng phải tầm 40 cuốn đó, không biết đâu. Mà mình thấy chủ đề khá là đa dạng, là sách về cơ thể người này, sách thực dưỡng, triết học, lịch sử, văn học, rồi có cả sách nghệ thuật nữa. Đương nhiên đối với cái công việc của Châu thì việc đọc sách nghệ thuật nó khá hợp lý rồi. Chứ mà còn các dòng sách khác thì sao? Tại sao cô ấy lại chọn đọc những quyển sách này? Cùng nghe Châu nói thêm về điều này nha. Thực ra theo như quan điểm của em thì tất cả những lĩnh vực trong đời sống đều có liên quan tới nhau. Và cao nhất vẫn là triết học. Từ sau triết học thì mới sinh ra những cái môn khác như toán học hay là vật lý, hay là về sinh học này kia. Thì khởi nguồn cũng phải là từ triết học trước. Nên là em sẽ đầu tư cho triết học nhiều hơn. Trong dòng sách về triết học thì mình nghĩ các bạn nên đọc qua cuốn Suy Tưởng. Thì cuốn này là viết bởi một vị hoàng đế hồi xưa. Thì mình sẽ có một cái nhìn về con người thời gian đó sống như thế nào, có những suy nghĩ có giống với loài người mình trong thời hiện đại này hay không. Thì mình vẫn thấy là có một sự tương quan nhẹ giữa cái suy nghĩ của mình với lại của ngài. Nên là mình cảm thấy rất là ưng ý với cuốn đó. Nếu mà đọc về sách lịch sử thì cuốn bây giờ mình đang rất là tâm đắc đó là cuốn Những Con Đường Tơ Lụa. Vì theo như cái nghề của mình thì mình cũng không hiểu lý do tại sao mình có thể bán hàng cho những cái bạn ở nước ngoài được nhiều. Thì mình vẫn thắc mắc cái điều đó. Rồi thì mình đọc cái cuốn Những Con Đường Tơ Lụa với hy vọng là sẽ có kiếm một cái gì đó để mình có thể hiểu hơn. Thì mình thấy là thì thế giới mình thật ra giao dịch với nhau từ thời xưa tới bây giờ rồi, chứ không phải là chỉ trong cái thời đại hiện đại khi mà internet phát triển này kia. Và cái việc đọc lại cái cuốn này để nhìn thấy con đường lịch sử ngày xưa người ta giao dịch với nhau, rồi sau đó và mình còn mở ra mình những kiến thức mà mình chưa biết về lịch sử châu Âu, hay là những cái con đường hình thành nên những chế độ và tại sao người ta trong thời chiến tranh thế giới là người ta đấu tranh với nhau vì điều gì và hình thành nên cái xã hội hiện đại này như thế nào. Nên là mình rất khuyên các bạn nên đọc cuốn Những Con Đường Tơ Lụa đó, dù nó hơi là dài và mình cũng phải mất 2 tháng mới đọc xong. Em thấy cái việc mà những cuốn sách như về lịch sử là người mà đọc bản tiếng Anh ra nó cũng không có nhiều những từ ngữ quá khoa học mà biết cho đại chúng đọc được. Nên là em cảm thấy mình đọc cũng ổn và hiểu biết được cái tư duy của sắc sảo của cái tác giả này. Một cái nghề làm nào thì cũng phải cần có người mua mà, đúng không? Thì cũng là liên quan tới xã hội nên mình nên đọc những cuốn đó để mở mang hơn. Và em không thích một cái là mình giống như một cái máy chỉ biết làm nghề mà không biết một cái gì hết. Thực ra cái nghề này đến với mình thì mình nghĩ là do duyên thôi, chứ hồi xưa mình học đại học thì cũng không liên quan gì tới cái nghề này lắm. Mình học thương mại điện tử trường đại học ngân hàng. Thì trước khi đến với cái nghề hiện tại thì mình đã làm ngân hàng trong nửa năm rồi. Thì hồi đó thì cái nghề da này giống như là một cái sở thích của mình thôi và để giải trí của mình mỗi tối khi mà mình làm nghề ở ngân hàng và cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc nào đó mình cảm thấy mình yêu cái nghề này quá nhiều, mình muốn tiếp tục với nó hơn là nghề ngân hàng, nên mình đã quyết định bỏ ngân hàng để theo nó. Mình cảm thấy mình lúc đó cũng khá là can đảm khi mà có thể bỏ qua được những cái lời nói của người thân và bạn bè để mà tiếp tục cái công việc như này. Và mình làm nghề cũng đã 5 năm rồi và mình rất thích nó. Mình cảm thấy một ngày muốn thức dậy và muốn làm việc vì mình cảm thấy nó mang cho mình một cái ý nghĩa về đời sống khi mà mình tạo ra được một cái gì đó từ một cái rất là thô sơ mà nó trở thành một cái có thể hữu dụng được và người ta cảm thấy quý mến nó và dùng nó. Thực ra em cũng không đếm hết nhưng mà tầm cũng mười mấy quốc gia. Wow, mười mấy nước luôn nha. Mình cũng có đặt cho một cái ví và 5 năm rồi. Cho đến thời điểm này thì vẫn là cái ví mà mình thích nhất từ trước đến giờ. Và mình luôn mang theo nó bên người. Theo dõi cái quá trình làm nghề của Châu á, thì mình thấy là sản phẩm của Châu ngày càng tinh tế hơn, từ cái bao bì thiết kế cho đến sản phẩm. Cho nên là thỉnh thoảng khi mà nghĩ đến Châu mình vẫn cảm thấy hơi tiếc, bởi vì bạn đã bỏ ra 4 năm đại học để theo đuổi một cái nghề mình không thích. Sau đó thì đi làm một cái công việc bản thân cũng không thích. Lãng phí chứ đúng không? Nhưng mà bạn biết cô ấy nghĩ gì về điều này không? Mình thấy cái ngành hồi xưa mình học thương mại điện tử và làm nửa năm ngân hàng, thì cái việc học thương mại điện tử theo như mình thấy nó rất là giúp ích cho mình. Mặc dù về kỹ năng thì nó sẽ không giúp gì, nhưng mà về cái cách mà mình tiếp cận khách hàng này kia thì một phần cũng là sẽ nhờ những cái mình học về thương mại điện tử. Và mình cảm thấy rất là vui vì trong thời gian mình học đó mình sẽ quen một số bạn bè và mình có những mối quan hệ thân thiết đến bây giờ khi mà mình học đại học ở đó. Và ra ngành ngân hàng thì hiện tại thì mình cũng không biết là có giúp ích sau này hay không, nhưng mà biết về tài chính thì cũng là tốt mà, vì tính ra thì mình đang là một cái nghề độc lập và một cái nghề nào thì cũng phải cần có liên quan đến tài chính để mà duy trì cái nghề đó hết. Thì là ngân hàng cũng đã giúp cho mình một số thứ. Cuối cùng thì chính những cái trải nghiệm trong quá khứ đã giúp cho Châu có được cái nhìn rộng hơn về con đường mình đi. Tất cả những gì đã học, đã đọc đều sẽ có lúc dùng tới. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem cách mà Châu đã ghi chú cũng như là lưu giữ những quyển sách của mình như thế nào. Thì sẽ có nhiều cách để mình lưu trữ. Thực ra thì nếu mà những cuốn mà mình đọc mình cảm thấy tâm đắc thì mình sẽ giữ lại trên kệ, vì mình cảm thấy muốn đọc để dạng giống như thấm vào đầu hơn sau khi đọc lại vài lần. Thì lúc mà trong thời gian mình đọc những cuốn đó thì mình có nốt lại. Là các bạn sẽ không thích mình nốt bằng cách mình góc cái đầu sách đâu, nhưng mà mình hay có thói quen như đó. Rồi sau đó mình đọc lại một lần những cái nốt đó và mình viết lại trong một cuốn sổ của mình. Thì những đó là cái là mình học được từ đó. Còn có những cuốn mà khi mà mình để vài năm và mình cảm thấy là mình đọc xong rồi và mình cảm thấy không dạng giống như không học được thêm được trong cái cuốn đó nữa thì mình sẽ cắt nó vào vali. Và mình có hai cái vali sách lận. Bất kể là bạn thuộc team chữ sách mới tinh không tì vết hay là nốt sách chi tiết, gọc mép sách các kiểu, thì nó cũng không có ảnh hưởng đến những cái giá trị mà sách mang lại cho bạn. Vì vậy cứ thoải mái đọc sách theo cách của mình. Và hôm nay quyển sách mình mang đến để tặng Châu chính là cuốn Các Thế Giới Song Song của giáo sư vật lý Michio Kaku. Đây là một cuốn sách của nhà nhã nam. Mình để ý thấy là những người bạn của mình khi đã bắt đầu quan tâm đến triết học thì thường sẽ có xu hướng muốn đọc, muốn tìm hiểu những cái quyển sách về vật lý vũ trụ. Thì cái quyển sách này nó nói về cái điểm khởi đầu của vũ trụ, về những cái vật chất tối và cái chiều hướng kết thúc của vũ trụ. Và hy vọng là quyển sách này sẽ mang đến cho Châu nhiều cái ý tưởng mới trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Vậy là chúng ta vừa tham quan kệ sách của một cô gái làm công việc chế tác đồ da thủ công. Bạn ấy thông thạo tiếng Anh, nói tốt tiếng Pháp và có bạn hàng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và bạn thấy những quyển sách Châu đọc, những cái câu chuyện Châu kể có thú vị không? Và trong những quyển sách này thì bạn ấn tượng với những quyển sách nào? Bạn hãy để lại chia sẻ của mình trong phần bình luận và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!